Xin chào quý vị đã quay trở lại với nonglam.net. Nói là làm giàu nhanh, nhưng quý vị cũng phải học tập những kinh nghiệm và học hỏi tham quan những mô hình thực tế để đúc rút cho mình kinh nghiệm và những kỹ thuật. Sau đây là 4 loài vật nuôi đó mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận được những video bổ ích hơn nữa từ nonglam.net. Thứ nhất là nuôi chồn hương. Với diện tích gần 40m2, vừa nuôi vừa rút kinh nghiệm đến nay, gia đình anh Thuận đã có hơn 50 con chồn, trong đó 40 con sinh sản. Anh thấy nuôi có hiệu quả, Hội Nông dân thành phố Trà Vinh đã đầu tư cho anh 20 triệu đồng từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân để mở rộng sản xuất. Anh Thuận cho biết, chồn hương còn gọi là cầy vòi hương. Đây là loài động vật hoang dã và rất quý hiếm. Anh đã được Chi cục Kiểm lâm tỉnh cấp giấy chứng nhận nuôi loài động vật hoang dã theo quy định. Chi phí đầu tư mua con giống và xây dựng chuồng nuôi ban đầu rất cao, nhưng chuồng nuôi chiếm ít diện tích. Thức ăn của chồn hương dễ tìm nên khâu chăm sóc và theo dõi cũng không khó. Chồn hương ít bị bệnh, tỷ lệ hao hụt thấp. Khi được chăm sóc tốt, cho ăn đầy đủ, vệ sinh chuồng sạch sẽ, chồn hương rất mau lớn và sinh sản nhiều. Chuồng nuôi chồn hương được thiết kế đơn giản, chiều dài khoảng 1m, chiều ngang 0,6m, bao bằng lưới sắt và có cửa mở ra vào, chắc chắn. Vì chồn vẫn giữ bản tính hoang dã, rất dữ, nếu nuôi chung thường cắn nhau đến chết, nên phải thiết kế những ô chuồng nhỏ để mỗi con một ô. Bên trong chuồng đặt máng ăn và tạo chỗ trú ngụ cho chồn hương. Theo kinh nghiệm của anh Thuận, chồn hương là loài ưa sạch sẽ nên cần phải dọn vệ sinh chuồng trại hàng ngày, đảm bảo chuồng luôn khô và thoáng. Thường xuyên tưới nước, làm mát mái chuồng trại vào mùa nắng vì chồn hay đau mắt. Thức ăn cho chồn có cả động vật và thực vật. Vào ban ngày, anh thường cho ăn những cây như chuối, đu đủ. Ban đêm thì nấu cháo cá, thịt cho chồn ăn. Một con chồn nuôi thuần dưỡng có thể đẻ từ 2 đến 3 lứa trên năm, mỗi lứa từ 2 đến 4 con. Chồn con nuôi từ 3 đến 4 tháng là có thể xuất bán chồn thịt. Sau từ 11 đến 12 tháng có thể bán chồn sinh sản. Loài vật thứ hai mà nonglam.net muốn gửi tới quý bà con đó là bồ câu. Sau khi tìm hiểu nhiều mô hình phát triển chăn nuôi được giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng, năm 2012, bác Thắng là một người nuôi bồ câu đã quyết định mô hình chăn nuôi chim bồ câu. Đầu tiên, bác sử dụng đất trang trại để làm chuồng, mua con giống với số lượng khởi điểm 20 đôi chim. Giống bồ câu được bác lựa chọn nuôi là giống bồ câu ta. Theo nhu cầu thị trường thì loài bồ câu này có chất lượng thịt thơm ngon và thích hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Thật vậy, trong quá trình chăn nuôi, giống bồ câu ta sinh trưởng và phát triển rất tốt. Nguồn thức ăn của chim được tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp mà gia đình tự cung tự cấp như thóc, ngô, gạo, đậu. Thời gian nuôi cho đến khi xuất bán nhanh. Bồ câu thịt nuôi khoảng 3 đến 4 tuần là có thể xuất bán. Đối với nuôi chim bồ câu làm con giống thì sau 5 đến 6 tuần là có thể bán được. Một đôi chim bồ câu có thể sinh sản từ 8 đến 10 lứa trên năm. Đặc biệt, giống bồ câu ta ưu điểm là dễ nuôi, có tính kháng bệnh tốt cho nên hạn chế được nhiều rủi ro do thời tiết và dịch bệnh. Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ thịt chim bồ câu ta cũng được nhiều nhà hàng kinh doanh trên địa bàn huyện thành phố Vinh đến cơ sở của bác Thắng để đặt mua. Thấy phù hợp với địa phương, điều kiện kinh tế và có thu nhập khá nên từ 20 đôi chim bồ câu từ năm đầu tiên đến nay, số lượng chim đã nhân rộng và phát triển đến hàng trăm đôi theo từng năm. Đến nay, mô hình nuôi chim bồ câu của gia đình bác đang nuôi khoảng hơn 800 đôi với 25 chuồng, sinh trưởng và phát triển tốt. Về thị trường, hàng tuần đều có các chủ cửa hàng của nhiều nơi đến đặt mua bồ câu thịt. Ngoài ra, gia đình bác còn là địa điểm cung cấp con giống cho nhiều hộ gia đình có nhu cầu phát triển chăn nuôi bồ câu trong vùng, với giá bán con giống từ 120 đến 200 nghìn đồng trên một đôi. Nhờ vậy, theo tính toán của bác, thì mỗi năm gia đình thu nhập được khoảng 120 triệu đồng sau khi đã trừ hết chi phí. Quý vị có thể tham khảo mô hình nuôi bồ câu này để áp dụng vào gia đình nhà mình. Loài thứ ba mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó là nuôi ếch. Từ năm 2006 đến nay, mô hình nuôi ếch Thái Lan của gia đình bà Nguyễn Thị Yên, ngụ tại ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Thuận, đã phát huy hiệu quả và trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình.
Theo đánh giá của bà Yên, nuôi ếch Thái Lan có nhiều ưu điểm. Diện tích nuôi không quá lớn, thời gian nuôi nhanh, khoảng 2,5 đến 3 tháng là có thể thu hoạch. Ếch chủ yếu là ăn thức ăn công nghiệp nên rất dễ tìm nguồn thức ăn. Nuôi ếch Thái Lan trong bồn đạt hiệu quả cao hơn so với nuôi trong ao đất. Người nuôi có thể theo dõi tình trạng bệnh của ếch để sớm phát hiện. Ngoài ra, nuôi trong bồn dễ thay nước để đảm bảo nguồn nước sạch, không gây mùi hôi khó chịu cho môi trường. Để đảm bảo hiệu quả kinh tế, nhiều hộ nông dân tự nghiên cứu cho sinh sản nhân tạo con giống để chủ động nguồn cung cũng như phục vụ nhu cầu bà con. Theo bà Yên, để con giống khỏe mạnh, ếch bố mẹ được chọn phải là ếch khỏe mạnh, thường là ếch từ 1 năm trở lên. Bình quân một con ếch mẹ sinh sản một lần trên dưới 5.000 trứng. Ếch sau khi sinh được nuôi trong bể khoảng 28 ngày là có thể chuyển sang các hồ chứa khác để nuôi và bán. Hiện nay, ếch con bán với giá từ 450 đến 500 đồng trên một con. Mô hình nuôi ếch Thái Lan có thể nói là dễ làm, hiệu quả khá cao bởi chỉ cần diện tích khoảng vài chục mét vuông là có thể nuôi ếch với lợi nhuận hàng chục triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, bên cạnh những hộ nuôi ếch mang lại hiệu quả kinh tế cao, vẫn có một số hộ nuôi ếch bị thất bại. Theo chị Dương Thị Bình, không nên chủ quan cho rằng ếch dễ nuôi mà không quan tâm đến khâu chăm sóc. Lúc đầu khi chưa có mầm bệnh nên ếch phát triển thuận lợi và đạt hiệu quả cao. Nhưng vụ nuôi ếch thứ hai trở đi, ếch bắt đầu bị các dịch bệnh như lở loét đỏ chân, sình bụng, mù mắt, ngoẹo cổ. Khi mắc các bệnh này, nếu không chữa trị kịp thời, ếch sẽ chết rất nhanh. Vấn đề nòng nọc chết hàng loạt trong mùa mưa cũng là vấn đề nông dân cần quan tâm. Mùa nắng, người nuôi phải dùng lưới che mặt bồn để giảm bớt nhiệt độ. Ngoài ra, cần xử lý nguồn nước thường xuyên, đảm bảo dinh dưỡng, cách ly những con bệnh ra khỏi đàn. Do đó, phải thường xuyên theo dõi tình trạng ếch, nắm được những kỹ thuật nuôi cơ bản để tránh hao hụt. Người nuôi không bị lỗ. Xã Vĩnh Nhuận hiện có 10 hộ phát triển mô hình nuôi ếch Thái Lan với diện tích bồn chứa khoảng 4.000 m². Loài thứ tư mà chúng tôi muốn gửi tới quý bà con đó là nuôi lươn giống. Nhận thấy mô hình nuôi lươn hiệu quả, dễ nuôi, ít tốn công chăm sóc, giá cả thị trường ổn định, lại dễ tiêu thụ. Anh Phát, một người đã quyết định chăn nuôi lươn. Với kinh phí ban đầu, anh xây bể xi măng, đàn sạp tre làm giá thể, mua 4.000 con lươn giống, loại khoảng 100 con trên 1 kg, giá khoảng 600.000 đồng trên 1 kg. Từ một cơ sở về thả nuôi trong 6 bể xi măng. Nhưng lứa nuôi đầu tiên của anh Phát không đạt hiệu quả do chưa có kinh nghiệm nuôi, lớn chậm, tỷ lệ hao hụt nhiều, lỗ đến 280 triệu đồng. Ông nản chí, anh tiếp tục đầu tư nuôi mới, vừa làm vừa học hỏi thêm kinh nghiệm qua những người nuôi trước, cũng như qua Internet. Thế nhưng, cũng phải đến 3 năm sau, anh mới bắt đầu nuôi lươn có lãi, mà tiền lãi cũng chỉ khoảng 100 triệu đồng trong một năm. Trong quá trình nuôi, anh Phát cũng nhận thấy việc nuôi lươn gặp rất nhiều về vấn đề việc tìm con giống, nhất là con giống chất lượng. Năm 2016, anh lại bắt đầu thử nghiệm làm bể nuôi lươn bố mẹ, đẻ trứng và tự ươm giống. Sau một thời gian thử nghiệm, anh cũng đã rất thành công với việc ươm nuôi lươn giống. Hiện nay, mỗi tháng anh cung cấp ra thị trường từ 20.000 đến 30.000 con lươn giống, loại khoảng 500 con trên 1 kg, đã ươm được 2,5 đến 3 tháng. Cộng với việc bán lươn thịt, sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi năm trung bình anh lợi khoảng gần 600 triệu đồng thu nhập từ nuôi lươn. Theo kinh nghiệm nuôi lươn, anh Phát chia sẻ, để nuôi lươn mau lớn và phát triển đều, ngoài việc chọn con giống tốt, rõ nguồn gốc, thức ăn đủ lượng, có hàm lượng đạm cao phối trộn với chuồn quế, thì nguồn nước nuôi lúc nào cũng rất là quan trọng, với hàm lượng pH trong nước luôn duy trì ổn định. Nước nuôi lươn lấy từ giếng khoan, bơm cho chảy qua bể lọc, dự trữ ở bể lắng rồi mới bơm cho bể nuôi. Đối với khu vực nước có phèn càng nhiều thì nước phải cho chảy qua hai bể lọc. Còn gia đình anh Trần Anh Hùng ở ấp Hòa Mỹ, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, năm 2017 được Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đất Mỏ hỗ trợ 4.000 con lươn giống để nuôi thử nghiệm trong bể xi măng với giá thể là sợi ni lông. Sau khoảng hơn một tháng, anh thấy lươn phát triển tốt, độ pH nước ổn định nên quyết định đầu tư nuôi. Đến năm 2018, tích lũy được kinh nghiệm nuôi nên nuôi bắt đầu thành công trong năm 2018. Từ tiền bán lươn, anh đã thu về 200 triệu đồng và hiện nay
đang nuôi 3 bè lươn với 1.200 con. Và trên đây là 4 loài vật nuôi mà quý vị có thể tham khảo và nuôi để có hiệu quả kinh tế nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của nông lâm.net.